Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ngày hay là mặt tiền đường Đô Lương nhé. Đây số 167C Đô Lương. Đây ngay đây có cái biệt thự này. Đối diện đây có cái nhà nghỉ Phúc Đạt số 126 Đô Lương. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, tức là ngày quốc tế lao động đây. Ngày giải phóng của những người công nhân vùng lên để chống lại cái áp bức bóc lột sức lao động, ngày quốc tế lao động. Nhưng mà tôi vẫn phải đi làm việc đây, khách hẹn thì cứ phải đi thôi. Thì giới thiệu quý vị đây một lô đất mặt tiền đường Đô Lương nhá. Thì diện tích ở đây có hai lô, mỗi lô diện tích là ngang 5 x 23, đấy, 5 x 23. Thì là giấy tờ là nông nghiệp bìa đồng sở hữu. Ô, bác lại ở đây à? Lại ra đây rồi. Rồi 5 x 23 thì bìa đồng sở hữu. Đối diện đây có con hẻm 114C Đô Lương này. Thì có hai lô, một lô thì có hai mặt hẻm, một mặt tiền một mặt hẻm ấy. Thì giá chào bán cho lô một mặt hẻm là 1.950 tỷ quý vị nhé, 5 x 23 bìa đồng sở hữu. Còn cái lô đây, lô giáp với cái nhà này, lô giáp nhà này thì là 1.650 tỷ, 1.650 tỷ. Còn cái lô mà có cái bờ tường kia ấy, thì có bờ tường đấy cách ra mấy mét là một mặt hẻm, thì là 1.950 tỷ quý vị nhá. Đấy, thì sơ bộ quý vị là hai lô đất ở đây giáp nhau, một lô thì hai, một mặt tiền một mặt hẻm thì 1.950 tỷ, còn một lô một mặt hẻm thôi, một mặt tiền thôi thì 1.650 tỷ quý vị nhá. Tôi thấy mức giá này ở mặt tiền đường Đô Lương cái thời điểm mà tháng 5 năm 2020 này thì giá vô cùng hợp lý rồi đó. Ở trong hẻm người ta cũng bán cũng cả tỷ rồi, cả tỷ một lô. Đấy, đây mặt tiền thì có 6-50 một lô thì thấy cũng giá vô cùng hợp lý. Để quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Ở vị trí này đi thẳng ra kia là đường quốc lộ 51 này, rẽ trái là đi về thành phố Vũng Tàu, rẽ phải là đi về Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 51 đấy là đường 2/9 ấy. Rẽ phải, rẽ trái là đi ra metro rồi thành phố Vũng Tàu. Còn đi ngược lại phía đằng sau đây thì là ra đường 3/2, đường 3/2 thì rẽ phải là đi về thành phố Vũng Tàu và rẽ trái là đi về thành phố Bà Rịa. Đó. Đây cái lô đất đây, xin quay lại cái video đây. Cái hẻm 17171 nhá. Thì kế cái hẻm này thì là lô đất này là hai mặt hẻm đây. Một mặt tiền một mặt hẻm đây thì 1.950 tỷ. Còn lô bên cạnh thì là 1.650 tỷ quý vị nhá. 5 x 23. Đấy, sơ bộ vị trí này để cho quý vị biết được. Đây, chỗ này vừa ở vừa kinh doanh được. Đó. Đấy, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.